Anh Em tưởng anh đóng góp, thấy hôm qua thấy có người chụp lên là anh Thái chuyển khoản 2 tỷ cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam à? đâu có đâu em, Chứ sao có thì ghi này cũng Đào Văn Thái chuyển khoản mới Thái nào? Thế Thái khác à? thấy khác Thế chắc Thái khác, em nhìn trong Mặt trận Tổ quốc là có chữ Đào Văn Thái chuyển khoản, cũng nghe chỉ Hải Dương luôn. có Nguyễn Văn Thái thôi, là Thái Bình Diễn Châu thôi, năm trăm năm mươi triệu, 420 triệu À, thật anh? Có thật không thì còn đi kể. có nghĩa là Thái Bình Diễn Châu ấy. Anh Thái Bình Diễn Châu ấy hơn 400 triệu cả. Vừa mới xem trên phở bò Ghét xong. Em nhá, cho anh em vào bên Khánh và bên mình buổi tối vẻ nhá. Trên trên em có mưa lũ gì không? em đang ở trên lăn mắc 81 là sao mưa được hành. Không, ý là anh hỏi quê em ấy. Quê em bây giờ em là người Việt Nam, tầm vóc em cả Việt Nam là quê của em rồi, em chả biết anh hỏi chỗ nào. Tầm vóc của các anh ấy là nơi các anh đẻ ra tính là quê đúng không, nhưng mà với em ấy thì Bắc Trung Nam đều là quê hết, vì là em mang tầm vóc quốc gia rồi. Nên đi to thế nào Không hiểu anh hỏi miền Nam hay miền Trung hay miền Bắc. Anh ơi, ý là anh hỏi miền Nam hay miền Trung hay miền Bắc? anh hỏi mình bác Miền Bắc thì bà con đang rất là khổ, nhưng mà hôm nay em chấn điểm cơn bão phát, anh nhìn thấy không, chấn điểm phát đỡ luôn, mưa tạnh mưa luôn đấy. đánh mưa rồi, Thế từ lúc em chấn điểm anh có xem được clip nào? anh có xem Em chấn phát tạnh mưa luôn, Hưng Yên, Bắc Ninh, mấy cả Hà Nội tạnh luôn từ lúc chiều luôn. qua cửa khẩu Lao Bảo chơi, là Lao Bảo Quảng Trị à, Lê Đình Thọ à, có dịp vào đây anh em ngồi với nhau nhé, Lê Đình Thọ Qua Lao Bảo này lại gặp quân idol, quân idol sắp tử hình rồi, quân ra pháp trường vẫn cười. Quân idol thì gấu rồi. Anh Hải biết quân idol, anh Thái biết quân idol không? anh có xem biết trên mạng chưa gặp rồi. Vâng, cũng dòng khét đấy. Anh em hỗ trợ Lục Yên Yên Bái đi à? Ở trong Yên Bái thì có hôm qua là mình thấy có hôm nay có cả vợ chồng anh Phú Lê cũng như là rồi em muốn vào Hồng em hại Yên Bái đấy, rất nhiều người lên trên Yên Bái rồi, nói chung là miền Trung người ta cũng ra, người ta hỗ trợ nhiều mà. Nói chung như này này, có đi có lại đều là đồng bào dân tộc của ta. Đúng rồi, Ngày xưa miền Trung lũ lụt thì kể cả anh Hán, anh Thái này cũng thuê ô tô mang bánh chưng với cả quần áo vào trong ngày em nhớ năm 2020 thì anh chạy thuê ô tô với cả anh em bà con mang bánh chưng với quần áo, đúng không? ô tô được anh em trong đảng anh Thì đấy em cũng thấy, đấy em thấy các anh hô hào quần áo quyên góp rồi vào đấy mang đấy ủng hộ cho bà con thì là nó mang được đấy, mang được 20 tấn gạo với lại bánh trái rồi này nọ nữa, bánh cũng nói chưng. chung nước phẩm nhiều Tóm lại là đều là đồng bào dân tộc của ta thôi mọi người là à. mình Nơi nào khó có thì mình, nơi nào trúng thì mình nấp nó vào, có gì đâu, lá lành đùm lá rách. Ngày mai em cũng mua 3 container gạo lên Yên Bái với cả Phú Thọ với cả Thái Nguyên đây. mai hả? Mai em mua 3 container gạo gửi lên, nhưng em không đi, em gửi lên cho mọi người lên phát thôi. Mình chân mày tên tự, mọi người no kho người làm, mình lên lú được cuốn cụ thì anh hiểu chưa. Mình nhà mình người mình không sức, người không chống được sức thiên nhiên, mình còn tồn tại mình còn cống hiến, mình làm sao đi trực tiếp được anh. Em cũng đi trực tiếp nhưng em gửi tiền lên 3 con gạo nữa. 3 con gạo đấy. Mai em thì em không quen, nhưng mà nếu mà anh em bảo là quen thì mai em quay clip cho anh xem. 3 con gạo nhiều tiền đấy, Không đơn giản đâu em ơi, 3 con gạo không phải có ít tiền đâu. không biết đâu, mang ra quay cho anh xem. Lục Yên rất cần anh em quen của anh Hà Yên Bái à? Nói chung là Hà hôm qua thì tuần qua giờ mình cũng có hỏi, mình Hà Yên Bái cũng chưa thể nào mà về chưa về đến quê của Hà được, tại vì là cũng chỉ ở đang thành phố Yên Bái thôi, chứ là Vâng. vào trong kia nó hơi khó khăn, hỏi xem Không. phải không nào. Lên thành phố dễ, đi các huyện khó khăn lắm anh ạ. À. Khó Đúng khăn đi rồi. vào khó khăn. Không bạn ơi, tìm tòi gì nữa đâu. Xin chào Long Sốt Long Đất nha. Hai thằng mày à, ăn còn không có à? Đúng rồi, bọn mình làm gì có ăn đâu. Bạn bảo thế thì bọn tôi, bạn nói gì thì bạn nói, nhưng mà tôi có đi nói làm gì bạn đâu. Mình cảm ơn anh em đã cũng như là thả tim và tặng quà nhá. Đây là bạn bạn kia bạn bảo là cơm, hai thằng mày cơm quan thì thôi thì bạn nói là thì bọn tôi chấp nhận được đấy, mà tôi không không gọi là anh mua cái câu nói của bạn cả, nó thật bạn đấy. Bạn thích làm nào làm, nhưng mà mai tôi quay clip tôi gửi công gạo của tôi lên cho đồng bào cho bạn xem nhá.
Khánh ông nói lên nhà khám rồi. Ba cung mà Khánh à, chỗ anh đâu có bị gọi chỗ anh không nhá, mời thái tử đã biết nhá, lấy mì tôm gạo thì lấy tôm chính là mì tôm thôi cũng khó, nếu mì tôm mà ở mà những cái vùng mình người ta bị lụt nặng ấy cũng khó, Đúng. mà là ba một điện cũng có cắm nước rồi, làm gì có đun được chỗ nào đâu, ngồi trên Ăn nóc sống nhà thôi, nói chung là chỉ thì ăn đã sống sống thôi. rồi, cả dụ như là như qua huấn nó có thể nó kêu gọi là nước lọc và nước Nước khô khô. đấy, thì cái này là ok mình công nhận. Không chỗ ăn sống được bạn nói thế là mình cũng chỉ bảo ăn sống thôi, chứ còn lên đấy bây giờ bạn nói nước ngập đến tận nóc nhà thì làm sao mà kiểu như làm sao mà mình uống nước được đấy, giờ bánh mì nước khô nước lọc đúng rồi chuẩn luôn, cái này là ok đấy. Thế gửi gạo làm gì nhỉ? Ý là gạo thì bà con kiểu như là sau này hỗ trợ, sau này Không, kiểu như cái chỗ người ta ngập nhà thì người ta sẽ không ăn được cái gì, nhưng còn những người ta sơ tán vào những chỗ tập trung rồi người ta cần gạo người ta lâu nữa nhá. đúng rồi, gửi nước khô mì tôm cũng được mà, nói chung tất cả những cái đồ mà khô thì là mình có thể gửi vào đấy là người ta hoặc là bà con cũng có thể là tận dụng dễ hơn cái dây Nhưng mà anh Tài, đây. anh năm nay anh sống hơn 40 tuổi rồi thì anh đã thấy cơn bão nào khủng khiếp này nhá. Anh thì có một trận có một đợt từ năm từ bé bé cũng có một trận là bão nó vượt cấp 11 12 là có bảo mình một trận rồi, nhưng mà cái năm nay cũng bé bé là cũng 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 có chịu cũng có mình có chứng kiến một trận đấy rồi, nhưng mà không bằng cái này được. Thứ nhất là cái năm đấy nó mới giật cấp nhỏ. Đúng Thứ rồi. hai là bây giờ các cái cơ sở hạ tầng của mình nó phát triển nó nhiều hơn. Mái tôn mái tước nó nhiều, nhà nhà nhiều hơn ngày xưa. Đúng không Ngày anh? xưa mà giờ ngày xưa cái sự tàn phá mình nhìn nó kinh, nhưng mà cơ bản là nhà chứ nhà to hơn nhà to đẹp đâu. Thế nên là Ngày xưa cái thời anh còn bé thì anh sinh năm tám mấy, mà những cái năm chín mấy 2000 thì nhà lúc ấy làm gì có mấy đâu, đúng rồi. làm gì có mái tôn mái tre hay là gì đâu mà nó giật mấy đâu, nó toàn cánh đồng mấy cái cây cối Em nhiều. cảm ơn anh nhiều cả ăn nhá. Nhưng mà công cơ này khổng đấy ạ. Bởi vì ấy, anh em mình ở châu sâu đất liền, ở mạn Bắc Linh Hưng Yên Hải Dương mà ở sâu trong này vẫn còn gió to mà nó đổ cây nhiều này, chứng tỏ quá lớn luôn đấy. Rồi. Vùng biển nó thế nào, nhìn cái cầu bãi cháy như phim ngày thế luôn. Đây là anh Thái, nếu em không anh ở Hoàng Đức, Quảng Ninh, anh Thái Hoàng Đức nhá. Hôm nay em ra đường em còn bắt được con cò anh ạ. Con cò nó bị bão đó, nó thổi thế nào nó bị liêu xiêu nên không đi bóng bay được, em bắt được, nó đi bộ đường ấy. Hôm nay có lên Đình Thọ không không người anh em nhé. Quảng Linh tan hoang đấy mẹ, khủng khiếp là khó xử. Công an là dân cơ bản dân đấy, người ta thu nhập người ta cao, người ta kiểu như là hoặc Bình là thường, đấy nói cơ chung là bản là người bình ta khắc thường phục nhanh, Quảng đúng Linh người rồi, ta khắc phục nhanh, không không như là các cái trên bạn ngược được bạn ngược thì bị em một lũ lụt nhẹ nó ảnh hưởng quá nhiều luôn. ảnh hưởng nhiều lắm luôn anh ạ, à, để lại nhiều lắm. Quảng Linh người ta giàu người ta khắc phục nhanh, sập Rồi thì làm mới. anh quên em rồi, ư ở Hoàng Đức à, quên cái gì đâu em, sao ăn cơm bọn em. Và bọn em ăn lung tung mà. Quảng Ninh dân người ta giàu lắm mọi người ạ. Nếu mà thành phố Hạ Long thì giàu luôn đấy. Tất cả thì cả nước mình có ở đâu đó ở Quảng Ninh không? Tại vì là riêng mà nói về thành phố thị xã là Quảng Ninh là số 1 ở miền Bắc ở Việt Nam rồi. Nếu mà anh nói nhá, nói về mức sống trung bình của người Hạ Long ấy, mức sống trung bình ở Long so với Hà Nội nó cao hơn Hà Nội. Đúng rồi. Mức sống trung bình người Hạ Long người ta ăn chơi tiền nhiều lắm. Giàu bằng hai thằng mày không, hai thằng mình thì có tiền cho bạn mà giàu. Hai thằng mình ngồi đây đấy, đang ngồi đây này. Nói chuyện mọi người thôi chứ có gì đâu, bạn cứ giàu bạn cứ no chứ Anh còn nói anh nhiều khi anh cứ vừa được cả lắm ấy, anh không giàu thì em giàu, anh ấy bảo em nghèo giống anh chết rồi. Em mua Santa Fe rồi. công nhận quán đẳng cấp và chất chơi quá nhiều. Đúng rồi em, thế nên nhiều khi các ông trên đấy các ông cũng không phủ nhận cái điều đó, các ông cứ đi này kia, nhưng thực chất ra mình nói thẳng luôn là Quảng Ninh người ta phát triển nó là mạnh mẽ luôn đấy, vừa biển này đấy, rồi là có vịnh Hạ Long, rồi là du lịch này, rồi tất cả mọi cái than này, nhiều cái người ta cửa khẩu này đấy, tất cả cái phát triển về đất nước thì ở Quảng Ninh người ta gọi là bao gồm hết rồi. Thế Nếu thì mà nói là Quảng Ninh được ví là Việt Nam thu nhỏ, không thiếu cái gì cả. Rừng vàng, biển đúng bạc, cửa khẩu, sân bay quốc tế, rồi gì, khoáng sản, than, đình chùa chiền, cái gì cũng mạnh. Đường cao tốc Quảng Ninh bây giờ đẹp, đẹp mẹ mày, nó mật độ đường cao tốc quá đẹp luôn. Quảng Ninh sao hơn Đà Nẵng hả?
bạn không biết rồi, người em không biết luôn. Cái này mình cũng nghĩ là Đà Nẵng không thể bằng Quảng Ninh được đấy. Không anh ơi, nếu mà đô thị thì Đà Nẵng đô thị hơn. Quảng Ninh thì được Hạ Long mới cả Cẩm Phả mấy thôi, còn mặt bằng chung Quảng Ninh thì không bằng, vì mà Quảng Ninh nó còn nhiều cái huyện nó vẫn còn nghèo, trong huyện trong núi vẫn nghèo. Đi vào nhiều hơn thôi, chứ Quảng Ninh giàu bằng thực lực đi lên đúng không? Mình cảm ơn Lê Đình Thọ nhé, cảm ơn người anh em, chúc anh em gia đình sức khỏe nhé. Đà Nẵng đô thị nó mạnh đấy anh ạ, đô thị nó đều. Quảng Ninh có sân bay Vân Đồn đấy mà cũng có sân bay, mới có sân bay mấy em thằng anh giờ. Đợt này Khánh Vũ chỗ cẩn thận không gặp anh Dũng chỗ. Đợt này Khánh Vũ chợ bão lũ cẩn thận không gặp anh Dũng chọc, là Khánh nổi trống đó. Gặp thì Anh chú này hỗ trợ Khánh thôi có gì đâu. biết quân đại đồ Quảng Trị không à? Mình vừa Khánh mới nhắc xong ấy. Mình chào Trung Nguyên nhá. Khánh không làm phép nữa à? Làm phép hôm nay là bắt đầu đánh mưa rồi đấy. Tạnh mưa luôn đấy, Đánh mưa luôn. làm lúc 6 giờ tối đây tạnh luôn đấy. Nhất Lệ Thủy Chí Giang nhá, Lệ Thủy Quảng Bình à, chỗ cháu vẫn mưa nhỏ à, ở chỗ mình như tay thôi. Cảm ơn Thế bạn ông kia bảo cái gì nhất để thủy anh? ơi Ông kia bảo cái gì mà nhận để thủy anh? à, Đây là à không tên là tên 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 nick là Nhất Lệ Thủy, tên vàng nick. À, mình em cảm tưởng ơn bạn bạn mẹ thì giàu nhất nữa. mình cảm ơn bạn gì đấy nhỉ, bạn 10 à, bạn tên gì đấy nhỉ? Thank you người anh em nhé, chúc người anh em gia đình sức khỏe nhé. Bạn để số 10 kia thì mình không biết tên bạn để mà chào. Áo trắng ăn đi kìa hả? Áo trắng ăn đi kìa, mình có nho thôi. Thấy ăn cơm mình ăn nho, mình ăn thì tối rồi. Anh lại không giấu tên này. Quá, nhưng mà các bạn hôm nay mấy hôm nay đang mưa lũ thế, bà con đang chống chịu cho mình giáo là cái gì? Đúng rồi, đúng. Quá, nói chuyện với anh em thôi. Anh thì lịch sự đấy. Mình Nên thiếu mình thiếu thì cứ anh nhắc ơi, nhở. có một cái con lợn này bạn là nhìn Khánh giống trường con nhẹ. Mẹ à, mẹ anh trường con, anh này anh trường con, tao là tao liên quan đến nhau. Mẹ em tao là tầm vóc vua chúa thì mày bảo dỗi trường con chán thật. Em tên Nhất ở huyện Lệ Thủy Quảng Bình, anh biết rồi. Em thế là em chứng tỏ em ở huyện cùng với lại đại tướng Mông Nguyên Giáp đấy, huyện Lệ Thủy Quảng Bình. Đúng Mình đấy, biết. anh Thái biết về lịch sử phải đấy. Anh có vào thăm mộ con Giáp mà. Anh biết phải đấy. Không biết mà, tại vì cái những cái vị mà lãnh tụ này kia thì anh cũng phải từ từ anh nghe xem mà. Người ta nói con người vẫn đang bị mà. Ok, nước ăn của mình. Mình lành chân chưa Khánh à? À mày là sao chân làm sao mà lành? Dạ vâng, cảm ơn anh quan tâm. Ok em Nhất Lệ Thủy nhá. À, nói chung là thực chất thì với mình thì trước kia kể cả sau này đấy, mình có lập mà 3 giờ giáp viên như thế đi, sau này mình cho con cả mà, nhưng mà bây giờ thì bố mình vẫn đang chức giữ đảm nhiệm cái chức cái đấy. Sau này mà mình có thì mình vẫn có mua một cái ảnh bác Hồ và bác Giáp này, cũng có để hai bên đây, mình nói thẳng luôn với mọi người đấy, mình sẽ tìm một cái ảnh thật đẹp đấy. Thực chất là thì hai vị đánh tụ cũng rất nhiều đất nước đấy. Khánh như thì mọi người ok Quang Thái nhá, qua thì đến là thì anh biết rồi, qua đèo ngang. Qua đèo ngang là sang đúng không? Gì đâu, mình tô về rẻ, mình mua công tơ gạo mới đắt. Công 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 gạo đắt gấp mấy bằng công mì tôm. Đắt nhiều vậy anh? Đúng rồi. Cô bé cũng vẻ ok. Nói chung là mình đang nói là tất nhiên là bác trọng, mình không có chị nhé. Vàng của Khánh ơi. Nói chung là bác Trọng thì là thấy bác Hồ con Giáp thời chiến em hiểu không? Thì cũng là con không có cái nấu được rồi. Không có cái nấu thì ăn đã sống được mà em, nó là lương thực thực phẩm em. Gạo thì ra ăn được mà anh. Nói chung là người ta vẫn có chỗ người ta nấu, có Em chỗ bảo thì là nấu là mình nấu nói mà. Ok, em David Khoa nhá. Chính chú Khánh đợt này đi từ thiện. Theo anh chú Khánh đừng đi. Thôi đây anh chính chú này, anh đừng đi anh. Đùa. Một quả bí 130k.
Thế đang ở hôm nay anh mua một ở đây khẩn điểm nhưng mà từ lúc ấy tạnh thật đây. Ở quê anh mua cái bắp mua là 200.000 cái bắp. Cái bắp mà có hơn cân một tí thôi. Bó xong 47 ca hả? Cảnh mua thật đi. Nó thật nhiều người rất tận dụng làm giàu những cái lúc nhèm gì bà con đang khổ quá. Đúng rồi, bà con đang khổ trả cho ai thôi tận dụng làm giàu. Mình nhà không gì nó tận dụng những cái việc ấy làm gì. Tất nhiên là nhu yếu phẩm thì ai phải cần. Rau củ quả là cái gì ai phải cần rồi. Thế nhưng mà mình làm sao cái giá nó hợp lý thôi. Đừng nên mà thấy đừng nên mà kiểu nhưng mà những cái lúc tận dụng những cái lúc mà bà con đang khốn khó thế này mà mình vơ vào vơ bèo và tép vào nó không hay. Đúng rồi, mình công nhận là ăn trong bữa cơm mà không có rau là khó chịu. Thái sinh năm bao nhiêu nhỉ? Mình sinh năm 82 bạn nhé. Đúng rồi, chuẩn luôn. Thiên Chu, giá rau củ quả Hà Nội cao lắm à? Ngay ở dưới mình cũng cao chứ không nói gì. Hôm nay cái bà bán bắp ở quán tạp hóa mình ra mình nói cho một trận này. Mình bảo là cái bắp bằng cái nhỉ, qua khi mua có 7-8 nghìn, hôm nay là 25 nghìn. Mình chả nói cho một trận, mình thấy bà bán kiểu gì. Thế bảo là giờ mọi chỗ thì kiểu ruộng người ta đi ngập ấy, rau người ta phải lên giá. Thế mình ở trong miền Nam người ta vẫn tuổi ta đẩy nhỉ. Các bà tự nhiên các bà tự lên giá cho các bà ăn chứ ai gì. Mình ở Thanh Miện bạn nhé. Thái bà gửi tôi, cảm ơn bạn Hải Phong nhé. Đời có nhân có quả đấy bạn à, mình biết rồi. Thế nhưng mà thôi thì bạn cũng phải hiểu là có những người có thể là người ta bán kênh giá mà đỡ hơn những cái bọn mà ăn chặn từ thiện. Đấy. Đúng rồi. Bán kênh giá thì thuận mua vừa bán, không mua thì thôi. Người ta quyền ra những ăn chặn từ thiện nó mới là xấu. Ăn chặn từ thiện là kẻ xấu. Tất nhiên là mình nói thật là trong cuộc sống này thì người ta không nó muốn hình muốn vẻ đấy. Có đủ những tất cả những người gặp anh Thái ở Hoàng Kim KTV Trần Hoàng Anh gặp anh Thái ở Hoàng Kim KTV ở thành phố Hải Dương hả? Thế nhưng nếu mà em gặp anh ở đấy thì hôm nay gặp anh cùng anh Thoại, anh Thoại Đại Bí với anh Bình Trọng thì phải. Anh gặp chú Thoại Đại Bí thôi à? Anh Thoại Đại Bí anh ở trên thành phố Hải Dương mà chứ anh gặp anh nào? Em tưởng chú Thoại Đại Bí đàn em của ông Nam Cam ngày xưa. Không, anh Thoại Đại Bí ở thành phố Hải Dương cơ. Thế là thỏa khác anh. Rau củ quả Hà Nội toàn Hải Dương nhập lên. Hải Dương mà cạn kiệt thì Hà Nội đắt lắm à. Hải Dương bây giờ thì nó thật bạn là nếu mà vừa rồi cũng nhập rất nhiều. Nên là cái hoa màu ấy nó ok em Trần Hoàng Anh nhá. Cái hoa màu thì nó bị vừa rồi bão đấy, sau đó mình ngập ấy, thì tất nhiên hoa màu nó sẽ bị ảnh hưởng. Còn mình cũng công nhận là người ta sẽ lên giá, nhưng lên giá vừa phải thôi, chứ không đến cái mức này gấp 3-4 lần như thế được. Chỗ anh có ngập không? Ở chỗ anh cũng có em ơi. Nếu mà ở đường ở làng thì không bị, nhưng mà ở ngoài đồng thì cũng có. Anh cảm ơn quân Mạnh nhá. Cái thằng điên này, cụ nhá, nó lại bảo là má nghe ông này làm nế Phú Thọ tôi bây giờ thành biển rồi, đến cả cái ông Châu ông gấy. Cả ông Châu nó gấy từ đến 4 năm ngày trước đúng không? Bố mày làm nế mà tạnh mưa đây. 3-4 hôm rồi. 3-4 hôm rồi đây. Đây mình làm nế hôm nay nó tạnh mưa, khu vực Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh tạnh mưa rồi. Cậu là gãy từ lâu rồi, cậu gãy từ trước khi anh nằm nế ở trên nhà anh Thái đúng không? Trước. Vâng. Trên nhà mình cũng 4 năm ngày trước trên nhà anh Khá đã gãy rồi. Mới cũng... Anh có biết đại ca Đường Huy ở Vĩnh Phúc không? Anh không em ơi. Anh không biết đại ca đấy em ạ. Mọi người bị nhận hết mưa thật anh, Hải Dương hết mưa thật này. Hết mưa thật tạnh giáo luôn đấy. Hải Dương hết mưa mà, thì tối hết mưa thì tối luôn. Đấy, em cúng bạn, lúc em cúng mà đang mưa đấy. Chúng là mình nói thì nói mình nó thấu trời xanh, đầy đanh. Thế dân nhân dân khổ. Nếu nó có mưa như chiều nay, ngày hôm nay như thế mãi thì thật sự là bằng chết đấy. Nguy cơ cũng hiểm. Vỡ đê, nhiều chỗ vỡ đê đấy, anh yếu quá. Anh hiểu này, mà nước nó cứ cao ngang mặt đê thì nó sẽ ngấm vào đê và đê nó sẽ dần dần nó sẽ mềm và nó bục đất. Đúng rồi. Nước nó phải giảm cái lực của nó đi và giảm cái cường độ đi thì nó đê nó mới giữ được. Anh biết đội Đỗ Phủ, anh có biết em ơi. Trước anh ở trên Hà Nội anh có gặp mà. Mạnh, con Mạnh mà biết bác không? Em music, kiểu gì chả biết là biết mày em, Thiên Ân. Mình cảm ơn anh em nhé. Trước em đi bảo kê cùng anh Dũng A vậy hả? Thầy anh là chuẩn nhất anh em, thầy nên cảm ơn thầy nhé. Không, ở bên này, đừng nhắc tên Dũng A. Không, anh không phải ok, Thiên Ân nhá. Trời mưa anh còn anh không em ơi. Em không quan hệ với anh em xã hội nhưng em thích anh một người. Anh cảm ơn David qua nhá.
thăng khánh chúc mừng cảm ơn. Anh Thái có tuổi mà vẫn trẻ, anh cảm ơn em quyên phụ kiện xe hơi nhá, anh chúc em mình sức khỏe nhá. Thấy anh chơi vui chứ không à, có mà nhất Lệ Thủy à, vừa rồi anh có bán nước hoa cho anh, vừa rồi anh cái từ đặt mắt anh, mắt anh bị đau anh chữa, anh để cái nick không mình không bán, thế là nó bị giỏ hàng, nó kiểu là cái tốc người ta quá giỏ hàng mà. Hai thằng đánh nhau không, mọi người đánh ai các bạn? Anh Thái điềm đạm anh ấy về ấy rồi, anh tuổi anh sắp xế chiều anh ấy. Đúng Vui rồi, về đúng lúc rồi cháu em. và con thôi. Có nước hoa hàng nhập rồi anh. À, có em tin anh nhé. Chân cẳng đi lại được chưa Khánh? Anh Thái, anh em cả nước hỏi luôn. À, bạn ơi, chân cẳng đi lại bình thường rồi. Giờ còn hỏi câu đấy. Chắc về thì nó sẽ tóc. Pháp Có sư phải Khuôn không các bạn nhé, ta đi qua để mình cảm ơn nhé. Anh đừng làm gì à? Cùng Nguyễn à? Đấy, nói chuyện vui mà em thì tất nhiên là mình cũng chỉ mang lại cái anh em mình cũng mang lại cái niềm vui tiếng cười hoặc là mình nói chuyện lịch sự với nhau chứ không có gì đâu em. Rồi, đúng rồi, Ken music nhá. Từ ngày ok luôn Hùng Nguyễn nhá. Cái chả thế đúng thật luôn, đúng 50 cm là nhiều đấy, 50 cm là nửa mét à, Nửa mét rồi. còn nước sông Hồng anh em Phú Thọ báo là rút 50 cm rồi anh, Nếu là mới thế là xem thì là tốt, ngon rồi. 50 cm là rút nửa Là một đêm nữa nó chảy lại còn nhiều nữa. Anh khá sắp mét về chuyện cái à? Em ơi, nói chung là khá thì cái án như thế rồi. Còn đừng giảm án hay không thì cũng phải vài lần nữa về được chứ em. Em đi việc lát, ok, em đang biết khoai nhá. Ok, thế vẫn nhá. Cảm ơn em. Rồi anh trong Sài Gòn là năm 2017, anh vào từ năm 2016, đến 2019 anh về, đầu 2019 về, cuối 2018. Ok, cảm ơn Ken Music nha, thank you em. Giờ này còn bán, mình còn bán nhé. Thằng Khánh chứ gọi em. À, em ơi, quan trọng gì đâu em kể cả em không thích ai thì em gọi là cái gì cũng được, mà không quan trọng gì đâu. Khánh uy tín quá, nói có người nghe Đấy đi anh em thì không đúng rồi chứ, từ anh trường con à, anh trường con hoặc là Minh Long Trung Hiếu đấy, nó cũng có mấy thằng hay Tất Cóc phụ kiện sao đi, anh có lịch anh như không nhỉ, làm gì em, tất nhiên là mấy mấy anh em mình vẫn còn liên lạc với nhau, có mỗi anh trường thì anh vào trong kia thì mình bảo anh em là cũng không còn lịch để mà liên lạc thôi, chứ Tất Cóc à, Tất Cóc đấy còn em nhé, đang trong Sài Gòn em. Quang Thái ok, đặt hòa bình tôi đóng cửa hết cửa rồi à. Tôi có giờ làm gì rồi anh ạ? À? Tôi có đang trong Sài Gòn, nói chung là cũng đang bươn chải trong đó. Anh trưởng con thì án 20 năm em. Tôi có bể lợ rồi à Thái, mình không biết bạn ạ. Cái gì không được nhiều kéo không nhiều là cái gì đó mỗi chứ đã ác mà nhiều người người ta xuống dưới đê mà cười á. Cảm ơn Tùng nhá. Thật đấy em ạ, có ai diễn đâu. Còn nó bảo tiên trình 15 năm 6 tháng. Ơn Tùng Đỗ Danh nhá, cảm ơn người anh em. Đúng rồi, nói anh Thanh có biết người ta. Thì Có Trung Quốc là vẫn xả lũ về Việt Nam mình anh nhỉ? không biết còn xả không, Bên đấy nó thủy điện nó cũng xả, dân nó cũng bị mà nên nó phải xả đấy chứ. đúng rồi, Thế mình nói ở chung cuối là phải xả nguồn. thì bắt buộc phải xả vì Thế. có thể là ngập lụt vào một vài tỉnh không sao, nhưng mà để nó vỡ thì cũng nguy hiểm nữa. Vâng, nó vỡ nó còn bục một phát ra thì nó còn như sóng thần. Mưa này không Mình thì mình không ăn với đây. Trung Quốc thì chung một dòng sông, chung có con sông ở Trung Quốc ở.
núi lên núi, sông lên sông rồi mình phải chấp nhận, phải chấp nhận là trên người ta xả, Trung Quốc nó hắt xì hơi thì mình ốm. May là ổn rồi đúng không? Ok, nói chung thực chất để nói thì cái hạ lưu dưới mình thì tất nhiên nó dâng lên thì cũng rất là nguy hiểm luôn. Thế nhưng mà lại thì mình lo cho những người đang ở, anh em cũng nhiều đang ở trên bạn ngược cũng như Yên Bái, Lào Cai hoặc là vừa rồi cũng Tuyên Quang đấy, nói chung cũng rất là nặng nề, đấy là cũng ngập đến cả lóng nhà là cũng nguy hiểm, khổ lắm. Anh bị hiểu nhá, mình dưới hạ lưu này nó chỉ bành nước lên thôi, đúng rồi, mình vẫn có thể trốn, trốn cao là vẫn trốn được chứ nó không bục. Trừ khi nhà nào gần đê mà nó bục đê thì nhà nào gần đê thì nó mới cuốn đi thôi. Còn đâu trên mạn Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang ấy, nó mới là nước lớn, nó nước từ trên độ cái cao độ xuống nó mới cuốn người luôn, nó quét mới nhiều. Hôm qua xem ở trên Lào Cai à, quét một phát mà cả một cái bản ở lại. Em thấy có một cái làng đi đấy. Đấy. Khổ, nhìn cái cảnh nằm đan thương rồi. Đức Mạnh Hàng Lửa xin chào nhá. Ok, can music vẫn là sáng tại em cũng nặng ở mình cũng biết mà chán có bao lầm đúng rồi đấy, thì tôi chấp nhận thiên nhiên mày em đấy, không có gì này, đang cái gì này thiên nhiên cả đấy, cũng như là Nhật Bản này, Nhật Bản là sóng thần này, nó mạnh lắm đấy, nó bao lầm nó mạnh lắm, biết bao lâu rồi nó vào nó thả cái này, tưởng là nó vào nó thả cái này là nó sẽ lên bài rồi nhé. Bắc Giang thì cục bộ, Bắc Ninh không sao, Bắc Giang cục bộ tất cả cục bộ nguy hiểm, chứ còn một vài huyện thì không sao, anh em mình bên trải không sao, nhiều người những ông bà già đúng rồi chuẩn tháo chi sáng nha. Em ở gần nhà anh Kim Trọng đây cũng được rồi à, vậy hả? Hà Lam à, chi sáng à, nếu nói về đồng đạo mà ok, Ken Music nha. Vâng, Hà Lam anh ạ, ok em. Duy tên Hà Lam à? Anh biết mà. Địt mẹ em, dám ở đây, sợ thật. Nặng. Nặng người. Chào Duy Hiền nha, con nhà anh cái cháu cu nhà anh 20 tuổi, cháu thứ hai thì năm nay học lớp 12 rồi, con gái lớn cả. Con ngủ mình cũng lần cái đá con mấy ông 82 và đi sáng nhé. À, cảm ơn Đức Anh nhá. Và khách cho máy anh gần hết pin rồi, anh đi xuống đi ngủ đây. Ừ, nghỉ ngơi đi nhá. Chào anh nhá. Ừ, ok chào em. Mình chào tất cả mọi người bên Khánh cũng như anh em bên mình nhá. Mình đi xuống đây. Cũng 12 giờ kém rồi, xuống đi ngủ nghỉ đây. Ui thế anh này sắp có rau rẻ rồi. Ok nhá, chào tất cả mọi người, chúc mọi người gia đình sức khỏe ngủ ngon nhá. Ok chào tất cả anh em. Ôi chào. Tắt đi các em ơi. Chứ đây. Nhiều tỉnh nước cạn luôn đúng không anh em, nước rút luôn, làm lễ bắt cầu bắt nước rút luôn.